chào tất cả các bạn nha. Thì giấc này nước cũng lớn mà, hai cha con mình lên sông đi chài. Nãy nước rộng thì hai cha con mình có đi cầm lúa rồi. Lúa với lại gãi ít thức ăn gà, cầm chùm lúa xong gãi thức ăn gà. Giấc này nước lớn bắt đầu lên sông chiến đấu. Đây cũng là cái miệng chài màu xanh. Có đem tay lưới nữa, quên để tay lưới nhà, hồi dục ra sao. Bữa hổm thì thả lưới trúng cá quá bạn, nên bữa nay cũng cha mình ra đi chài thử coi sao. Biết đâu trúng mánh nữa là sướng sướng luôn á. Tại nước lúc này trong ve bạn ơi, nên vớt không được. Có phải vớt cá được là mình vớt rồi. Hổm gà ghiền vớt cá dữ lắm rồi. Con cái nước nó trong quá vớt không được. Các bạn thấy đây đục đục chứ hồi ra xong rồi, trong ve luôn á. Nước trong mà vớt ban ngày các bạn thọt cái vợt xuống cá chạy chân à. Nên bữa nay chài trước đi. Rồi để vài ngày nữa khi nào nước nó êm bắt đầu sẽ vớt cá bạn. Giờ tiến lên sông chài cá rồi. Hy vọng bữa nay khai trương miếng chài đầu năm trúng mánh nha các bạn. Hổm gà khai trương cái nào cũng có lý, nhưng bữa nay khai trương chài thử coi sao. Chài nào chài nấy trắng chài chân là sướng sướng rồi nha. Đây tính ra đầu năm giờ thì bữa nay thì hai cha con mình mới khai quả đi chung phải không ta? À, đúng rồi, có đợt rồi để thả câu câu lương gà chuột là trước Tết luôn mà. Nay là năm mới khai trương đầu năm luôn. Họ giờ thì chiến đấu rồi. Rồi giấc này khai trương khoát đầu tiên các bạn ơi. Ngay đám lục bình luôn vậy. Xuống vậy. Chạy chạy phía trong đó lục bình được không? Nằm ngay đó luôn mà giận. Chùm đám lục bình luôn. Tao không bơi xuống quầy lại là vừa đó. Trên chạy xuống được thì bắt đầu móc dưới chạy lên. Chỗ ngay bến ngay giữa trái cây nè. Mấy bến chạy cũng là mấy bến quyền thoại bạn ơi. Có bến này đó giờ chưa chạy. Bữa nay thử lửa coi sao. Nước cạn đúng sao chìm tuốt chậm cá dinh thì lẹ phát đầu tiên. Bến này kéo dưới nó bực 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 dưới đá gạch xong. Lúc này nước ở trong ve khu vực ở đây mặn nó cũng chuẩn bị xâm nhập nên nước nó trong. Nước này vớt cá thua, vớt cá thọt vợt xuống cá chạy chừng. Đó kéo luôn. Có cá rồi à? Chắc nó chui ra ngay đó rồi đó. Hên xui à, thấy chừng nó chui ra chỗ đó không chừng. Vô bọc luôn nha. Nước trong trong mà thấy vậy chứ đi vớt cá đêm trúng lắm. Mà vớt đêm thì quay nó không sướng. Khui. Không có con nào xỉu. Thấy cá mà kéo là không có cá mới tiếu nè. Ôi ơi. Dữ luôn á. Có lý rồi, có lý rồi, tình hình này thơm lắm rồi. Ý là nó bọng than chỗ đó nữa. Nó hỏng nó chạy lên ra đó nhóc luôn á. Nó chạy lên đó nhầm con nó vướng bọc nữa. Cả chục con vậy lắm.
Vô rồi, vô rồi. Êm, êm, êm. Quá gọn quẩy ơi. Nãy đi ngủ cây xăng đi mà không có nhà. Phải có là ông chạy theo cho ông gỡ cá rồi. Ổng mê lắm. Đó. Cả chục con vậy đó. Cá không, này không bự đó. Chài hơi nó dính dinh không à. Cầm lúa nó dính dinh không. Còn không mình đi ấy thì toàn là cái rảnh không. Thả lưới. Tao nói cho chiều này tối tối này nước êm êm. Có con cá mày hôi nữa kìa. Mày hôi. Còn đó mày hôi đó. Nó chứ không phải cái linh mày hôi. Nhìn nó khác ta, dãy khác ta. Rồi. Rồi. Cá con bự nhất. Có con bự rồi. Nhảy luôn rồi. Thôi kệ. Duy trì nồi giống ra đi. 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 con đúng bon luôn. Rồi cuối cùng bắt được 9 con nè. Rồi, chín ngon hơn. Không thấy có cá là khoái rồi đó. Thùng bật khía rồi đó. Bên dưới đây là lúc trước là mình chạy dính tôm càng nè. Còn đặt đi với cha với một cây xăng này quất cá nguyên bảy cái linh nè. Bữa nay thử coi chúng bảy cá gì nha. Đẩy con cá cóc chừng 2 kg nghe ha. Đâm chài mà không quýu sợ á. Cóc đâm ghê lắm. Sút lía lịa vậy. Tới tới tới. Nước chỗ này quá êm. Méo rồi. Cái này là chơi chiến thuật chạy méo nè chứ không phải là chạy méo đâu. Méo là cái gốc nó chia chẻ vô cái trong cái cây đó đó, con tôm nằm trong đó đó. Chiến thuật này là ốp ốp ngay cái cây. Ghê. Không mà bến này ngon lắm, bến này đó giờ hay có tôm cặn. Kéo gì mà đầm gô vậy đã. Thằng cá lúc này nó không đâm. Lên con. Cá lúc này nó không nhảy nữa. Dính. Đó đó đó. Đó. Mày gỗ chập bá luôn. Mày gỗ tới số thì. Đụng đá. Đó là vô tới đá. Ôi. Bọc rồi. Như nhánh trà chập bá hú luôn. Dở đây. Con mày dinh với con mày gỗ à. Hai con à. Cái mày hôi. Nó đó, cái mày hôi giống con nãy đó. Là nó cục. Không có con mày dinh nào luôn. Như con cái mày gỗ. Cái gỗ cho bá lửa. Mày gỗ cả đó được chục con cái là kho ăn. Nấu nồi cháo là ngọt ngay luôn. Dữ lắm bến tới rồi. Ở đây mà giờ ông nặng năng móng lía lịa nhưng trắng phiếu luôn á. Chạy đâu phải thờ quất cá là đầy nhóc luôn á. Bên này nè, đang móng dữ dằn luôn. Ba cũng còn. Cái đọt tàu dừa á. Dưới nhanh che. Cái đọt tàu dừa có cái chó khô đó. Là từ đó trả ra là dừa đó. Như mấy tàu lá vàng vàng đó đó. Xích trở ngược về đây nghe, tàu dừa ngược về đây nghe, chứ không phải là dừa kia nha. Cậu đó ngay luôn rồi đó. Ngay luôn rồi đó. Thì đó ngay chân cái chóp luôn á, cái đầu chóp. Cái này phải thay là dữ lắm nè. Từ xa mà lên móng trắng hết trơn luôn á.
ba bốn chục con cái bành bành cái nó sung mà khía luôn. Làm sao mà như hổm chạy đêm vậy đó, vừa mới thẳng dây dùi ở đâm lía lịa rồi. Nhà này mà không có là dở lắm, dở luôn á. Nãy than móng là ba bốn con, bốn con cũng có thể mấy con ăn móng là lên ăn no rồi ụt cái đi. Không, nhà này nhiều chắc luôn á, ăn móng cỡ đó mà. Thôi cá ấy nữa kìa. Ý đó, nhiều nhiều bự không à, con miếng dán đâu đó này gì được á, trăm con bự bự không à, có cá mè hôi gì nữa. Lúc này làm như mùa đó vậy ta, còn mấy mè hôi đang ngon chứ, mềm mà béo. Mè hôi nó thịt nó ngọt lắm mà nó con cá nó hơi hôi. Thôi thôi thôi, nhiều chứ, tính ra cũng gì gì cũng ngon rồi. Ủa, ăn móng có bốn cái mà này bảy tám con gì lắm, cá bự không à, trúng mánh rồi. Nó nói mà chạy nhiều nhiều thì thôi làm hai mấy bến nó cũng bụng. Mày nửa ký phải mẹ rồi. Nửa ký hơn, hơn nửa ký. Mà chưa đâu. Cái bến này chưa đâu, mấy bến kia rồi mới chiến đấu. Bự mày mày nằm lại không mày? Gỗ ngon, gỗ cái này nó bán ký cả trăm ngàn, 80-100 vậy, thịt ngon cực kỳ, ít xương, cây nó ghê, nó dán, ấn ốc. Thì mà không sao, nó nổi nó trôi nó chợ, nó chìm thì. Nhà này cá bự, rồi giờ qua đầu voi bạn ơi, đóng trà. Rồi đóng trà sao nha, đóng trà quyền thoại, nước chảy quá chảy. Rồi tiếp theo là bến cho đóng trà bạn ơi, chỗ cái trụ cột đèn quyền thoại, nước chảy tịt, nước chảy te te, kỷ niệm hụt chết. Nhớ hoài. Bơi cái lái mình có dừa đó, cho vô mà. Vô vô vô. Các bạn thấy mùa này nước trong ghe nè, nước này sâu dứt cá rồi. Nước này thọt cái vật xuống từ xa là cá nó thấy cái lưới chạy tiêu trơn. Một chút nữa gà, chút nước đầy đầy xong nó trong còn dữ nữa. Nước đập về bển, nước kinh bển hút nhiều hơn. Này là chạy xuống cái là nước nó chảy là nó xếp chạy vô luôn à. Cá này không đâm chém gì vậy ta. Đi đâu mất tiêu dần rồi. Xanh lè vậy. Ui, hay đỏ không à. Được. Ồ, dảnh chập quá không, dịnh dịnh lên luôn cho. Mà dịnh chứ không có dảnh. Dịnh dịnh lên chỗ này đây, cho xuống tới bên dưới. Này đây con. Rồi. Ngon, mà dịnh cái dảnh hay đỏ, bến này đó giờ chài lần nào có hay đỏ chứ. Hay đỏ này quý lắm. Hay đỏ mắc lắm. Hiếm. Ồ, dảnh chập quá, hai cái dảnh bự con, dịnh cũng bự nữa. Cá này nó không có đầm. Dù dù. Nước này nó đổ lên mặt nước. Lên gì nổi. Nó sáng quá nó không lên. Trên ghe. Dữ lắm. Này. Trúng xiền. Dảnh dảnh bự không? Ghét cái dảnh vậy đó. Ba kỳ mà. Cái mày dính cũng vậy mà, cái mày dính nó không có bị. Dính ra nó bé, dảnh dính có cái gai bụng. Đó, dảnh quá quá. Đó. Nghe đi. Bản hầm nuôi ngon, nghe nuôi lớn mà dinh nuôi không lớn.
Còn cái hầm chảnh giờ mà dinh nuôi cũng lớn nữa. Rộng thênh thang đó. Nào kiếm vài con bự bự thả đó, vài năm nó chập bá lửa luôn. Hay đỏ. Mang hè nhẹ cá đó, hay đỏ cá đó mà lớn nó chiên ngay một cái. Nhai luôn xương. Cái đó là nhai luôn xương rồi, nó cũng như cái linh non vậy. Cực ngon luôn, cực ngon hơn cái linh nữa. Ngon hơn nhiều. Đó, cục đó hào nhóc cũng đó đó. Hào nước ngọt. Hào nước ngọt. Có nè, nè. Đó. Hào thiệt nè. Hào nước ngọt. Hào nè. Đó nó bén bà cố luôn. Nãy giờ mới 4 bến nữa ta. Cũng một khoang này nè. Dữ quá nè. Ghê chưa? Quá êm. Tình hình nay là thấy là trúng rồi đó. Chạy dài bến nó đi lấy cái gọng đó. Nhớ bến đó hoài. Thọt xuống cái chưa tới bè. Là cái nghít một cái. Trời dữ lắm rồi. Gán lướt qua theo cái bè. Thằng vớt. Nhóm rồi thấy nó đâu dám kéo lên đâu. Cái hạ giờ xuống xếp lại nó trôi xuống đồng tuốt như kia mới bắt lên bờ. Cuốn. Vô 4 kg. Lưới mỏng. Bữa nay hình quất con cá dầu 4 kg nghe đã. Vô chài này đâm một cái chú cắm đầu sợ. Nó đâm rồi là dứt khác không kéo rồi. Ốp liền lặn liền. Vô vịnh đó, ngay chặn vịnh luôn vừa nó vừa qua là bữa vừa luôn. Không có dám nhúng là... nhúng cái lại chạy thì cái ghe cây là dễ nhất, vỏ này chứ bắt chài nó làm bụp. Tới dính nè à. Bên này cũng im lắm, nghe cái miệng bọng đó nó kéo lại đó. Dính rồi bự ơi. Mấy bực đất á. Bự rồi. Kéo không lên luôn rồi. Rồi kéo luôn. Trôi xuống đi, cho dễ. Tán còn chừng nửa ký lên nằm chắc phiếu bằng tay xè đã. Sướng. Nó vừa vậy đâu mà dưới bay lên chóp thì trúng một cái. Không mà chài nào không có là chài đó hay lắm á. Mà nghi chài này nè. Không có sao được. Ý, bày cái không. Đâu ra nó không gì. Nó không luôn á. Một thứ một à. Mày hôi không à. Nãy khen ngon đó. Rồi cái này có cá mày hôi khô lạc luôn à. Năm con cỏ dưới con cái mà dinh hắn cái này thôi không biết, còn con nằm phía dưới nữa. Làm như tới mùa nó hay sao, mỗi năm đâu có đâu. Mày hồi bút con mày hồi 2 kg coi. Cái đỏ nữa. Được. Hàng dữ không có chơi đâu. Mày hồi mà 2 kg ăn cái đầu thôi được rồi. Bết này cây lúa mới đi. Chắc động rồi. Hên xui. Nó đạp kim dịch nước đục xuống. Đục cá bự. Giống như cá chê. Cứ nghĩ gì đi cho nó sang. Vô. Rồi nó mò tim cá chép gì đó. Tim dữ gì? Mò tim ghê luôn á. Tán cái chép thứ già đã nữa ha. Hàng hiếm luôn. Hình xui biết đâu được. Hồi 2 kg. Hồi 2 kg là bình thường. Hồi cá gì mới chạy đây nè. Sáng nước luôn. Dính lưới cái mắt nó nhiều. Chỗ này có cá là không được nào chạy vậy, mới đái với nó bằng nín.
nguyên rác. Không, chắc có rồi đó mà không biết ít nhiều thôi. Tim dữ thiệt, tim cá chạy tiêu chân. cái ghe nãy nó mới đi đạp ba cái bơ xịn đẩy cá văng hết chân luôn. Mấy bến chỗ này lúc trước ngon, bây giờ hết ngon rồi, cặt bận nó lấn quá, lơi lơi ngoài chỗ phân này vừa có cái cặt bận ở trong làm dấu đó, cặt bận đi xéo qua là vừa, nó phản vị luôn, nó phản vị luôn. Chặt bần nhóc, chặt bần biết để lấn ra cũng giáp xong chưa, giờ hết bến luôn, phải chạy thường thì dọn được. Mà mấy bến này phải là có cá lớn không á, bực bực. Dữ lắm ơi, cột dây bay xuống hốt chì đi lên tìm dữ rồi kìa, tìm dữ rồi đó, đó hai con rồi đó, đó, đó. Chắc cú là hai rồi đó, vô rồi vô rồi, nó lên tới chóp là dữ lắm rồi đó, có mè hôi nữa kìa. Khui hai con luôn. Ý mày dính chà bá luôn. Vô rồi, thằng khủng rồi. Thấy thằng bự rồi đó nha, phải rồi đó. Có đâm rồi. Dướng 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 cọng dây. Đù. Cặp mày dính bự mà. Cặp luôn chứ không có con nữa. 2 3 mè hôi gì nữa nè, 3 con. 4 5 mè hôi gì nữa. Hồi tụ mè hôi. Cá bự đã, cặp đó ngon, bự nhất nãy giờ rồi đó. Nó đâm cái. Mấy cái bến chỗ này nó xa xa ngoài có cá lớn. Hồi tiếp. Này là dư nồi kho rồi. Cái mày hôi á. Mày hôi. Mày hôi. Chép cái mỏ quặm. Chép nhìn cái liền cái dãy khác. Trời này được cặp mày dính bự. Dính cặp bần luôn, quào cặp bần đứt luôn. Ăn ba cái thức ăn con nào cũng mấy cái bụng thù lù hết trơn. Đó, dữ rồi nha. Xuống chạy bến nó gọng cá được rồi. Cho nó khỏe. 3 kg rồi đó. Không có, qua cái bụi đó, vừa qua bụi đó là vừa luôn á. Mà là dưới đá một bình này. Cái hói, mà cái hói nó xích ngoài chứ không phải trong cái hói. Dừa mấy đám đục bình đó là dừa. Cái dừa dính cái dừa rồi, ngay cái dừa luôn rồi. Trời, hút cái dừa luôn. Ác cái dừa thiệt chứ. Rồi thua rồi. Thua rồi. Thất bại rồi. Cá quá bự luôn rồi. Cá nó 3 kg. Sao kéo lại hút cái dừa nó tuột với nó nổi lên nữa. Quá rồi. Gà này đi chết bánh mồi luôn rồi. Nguyên đám lục bình đó, nó án là thêm cái dừa nữa. Dính cá nặng nó cũng dữ á. 3 kg Hugo dừa. Bèo bèo cũng có vài con mà. Rồi. Ý. Cũng vớt giác ăn ủi được con, hai con. Cái dừa đó nó chìm cũng kịp rồi, dính nó giọt hết.
vớt vác hai con cũng được. Đó, cái gọng gọng cá luôn mà rộng đại đây đi, chút về lấy. Mất cá ngủ mất cái gọng ủng, cái gọng mới mua. Đây, gọng mới mua mới xài được có con nước nè. À, gọng cho nó khỏe, đang hồi nó chết. Như con dưới con cá mè hôi nữa vậy. Không phải, không biết. Không phải, cái rảnh. Cái đỏ. Cũng được, ăn ủi vũ chài. Để gọng số cá này tiếp tục. Rồi. Rồi, dắt này cá mắm hết rồi bạn ơi. Giấu hết rồi. Ai phát hiện được lấy ăn. Hên xui biết đâu được. Tiếp tục chiến đấu.